Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hình thức bán cổ phần theo lô đã được hâm nóng bởi việc chào bán của nhiều doanh nghiệp lớn, tiêu biểu như lô bán trên 85 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam Vinamoto, giúp cho Bộ Giao thông Vận tải thoái một lần toàn bộ số vốn tại đây. Bán cổ phần theo lô có điểm gì hấp dẫn? Phương thức này tạo ra những thay đổi như thế nào với cung cầu trên thị trường và liệu có đẩy nhanh được tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như kỳ vọng hay không? Mời quý vị theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần này. Bán đấu giá cổ phần theo lô là chia lượng cổ phần thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường, nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán chọn một lô cổ phần. Số lượng cổ phần mỗi lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty. Khác biệt ở đây chính là việc nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai và được mua lượng cổ phần không hạn chế. Trên 85.581.000 cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam Vinamoto đã được bán chọn lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào đầu tháng 1. Tổng khối lượng cổ phần của Bộ Giao thông Vận tải đã thoái vốn trong phiên tương đương 97,7% vốn điều lệ của Vinamoto. Hai nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký tham dự đấu giá với mức giá trúng thầu cao hơn mức giá khởi điểm 2 triệu đồng. Lô 45.695.000 cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 CNCO 6 tương ứng với 92,88% vốn điều lệ đã được bán với mức giá trúng thầu bình quân gần 457,64 tỷ đồng, cao hơn so với mức giá khởi điểm 4 đồng mỗi cổ phần. Một nhà đầu tư tổ chức đã bỏ ra 202,2 tỷ đồng để đấu giá chọn lô 10,18 triệu cổ phần của CNCO 5, tương ứng 23,18% vốn điều lệ. Với sự cạnh tranh của 3 đơn vị, nên mức giá trúng lô của CNCO 5 gần gấp đôi so với giá khởi điểm. SCIC đã bán đấu giá toàn bộ 3,64 triệu cổ phần, tương đương 52,4% số lượng đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. Giá đặt mua cao nhất là 274.200 đồng một cổ phần, cao gấp 9 lần so với mức giá khởi điểm. Trước đó, nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Dược Y tế Vật tư Thanh Hóa, Dược Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Liên hiệp Thực phẩm cũng đã bán cổ phần theo lô thành công trong năm 2015. Sau 4 tháng đi vào thực tiễn, hình thức bán cổ phần theo lô đã chứng tỏ được những điểm hấp dẫn nhất định so với phương thức truyền thống trước kia và được kỳ vọng là bước ngoặt đẩy nhanh quá trình thoái vốn đầu tư trái ngành của các doanh nghiệp nhà nước vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, từ 31 tháng 12 năm 2015 đến 11 tháng 1 năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã thoái vốn thành công gần 1.800 tỷ đồng thông qua 3 đợt đấu giá theo lô của Vinamoto, CNCO 5 và CNCO 6. Rõ ràng việc bán cổ phần theo lô với tỷ lệ 5% vốn điều lệ trở lên đã tránh được tình trạng xé lẻ mà vẫn ế cổ phần như trước kia. Cho phép thoái vốn theo lô thì giúp cho cái số lượng cổ phần bán, số cổ phần còn lại của doanh nghiệp nhà nước nó không bị xé lẻ và nó tạo cho những nhà đầu tư mới có thể mua được một cái tỷ lệ vốn cổ phần ở một cái tỷ lệ lớn nhất định. Còn nếu như nhà đầu tư mà họ không mua được tỷ lệ lớn, họ mua tỷ lệ nhỏ thì người ta sẽ không tham gia. Về phía nhà nước thì cái lợi ích ở đây là nhà nước sau khi mua cổ phần theo lô thì sẽ là được đầu tiên là thuế, là cái việc mà thu được một cái lượng tài chính về, tức là cũng là thu được một cục về chứ không phải thu được theo những cái lần số nhỏ. Cái thứ hai là theo cái lộ trình hay các văn bản khi mà có cái quyết định bán hẳn theo lô thì thường cái lô bán ra bao giờ nếu mà bán theo lô lớn thì cái việc thành công xác suất là rất là lớn và bán theo được và cái thoái đấy cũng sẽ đảm bảo được cái kế hoạch của các cái bộ phận chủ quản. Còn nếu chúng ta biết là nếu cho bán vốn vừa qua mà thực tế đã chứng minh khi mà cái lô nó quá nhỏ hay là bán chỉ mang tính đặc trưng thì là đều là thất bại. Còn như khi mà bán lô lớn thì doanh nghiệp vừa đạt được mục tiêu của vừa đạt được kế hoạch của bộ chủ quản cũng là vừa thu được một cái lượng tài chính về, đồng thời là cái xác suất thành công là bao giờ cũng đạt rất là cao. Thì đấy là những cái lợi ích của doanh nghiệp nhà nước khi bán theo lô lớn. Các doanh nghiệp chọn được những cái đối tượng mà họ quan tâm đến từng lô. Chẳng hạn như một số lượng bao nhiêu đó bán cho những đối tượng nào đó với một cái giá nào đó, thì khi mà các doanh nghiệp lên một cái kế hoạch như thế thì cái khả năng mà họ thành công trong cái việc mà thoái vốn nhanh hơn nhiều và đúng đối tượng hơn.
Với các đợt đấu giá vừa qua, nhà đầu tư không chỉ sở hữu 5% mà thậm chí có thể nắm giữ trên 97% vốn điều lệ như tại Vinamoto. Sở hữu lượng cổ phần đủ lớn sẽ giúp nhà đầu tư có tiếng nói trong doanh nghiệp. Và ở đây thì cái vai trò các nhà đầu tư lớn là cực kỳ quan trọng. Khi mà họ đã tham gia trực tiếp vào với cái lượng vốn lớn thì họ mong muốn được điều hành. Và có cái anh em ở ngoài nói đùa là thôn tính. Thôn tính cũng đúng thôi, bởi vì có như thế thì họ mới quản lý được đồng vốn của họ. Đặc biệt là các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư chiến lược thì họ luôn luôn quan tâm đến cái việc là họ sẽ có được cái lượng vốn cổ phần đủ để chi phối cái hoạt động kinh doanh, tức là họ tham gia vào cái hoạt động kinh doanh của điều hành của công ty. Do vậy thì cái việc mà bán mua cổ phần theo lô này nó sẽ giúp cho thu hút được các cái nhà đầu tư lớn như vậy. Và trên thực tế thì tính đến thời hiện tại thì SCIC đã bán vốn thành công theo cái phương pháp chào bán cổ phần theo lô này khoảng 54 doanh nghiệp nhà nước, trong đó thì chào bán toàn bộ cổ phần của khoảng 50 doanh nghiệp nhà nước và chào bán 4 doanh nghiệp thì chào bán một phần. Thì đây là một cái thành công khá là lớn. Hơn nữa, sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính sẽ tăng thêm cơ hội tái cơ cấu, quản trị, phục hồi cho chính doanh nghiệp. Rất nhiều các tên tuổi doanh nghiệp nhà nước lớn hiện nay đang vấp phải vấn đề tài chính chưa thể giải quyết như Vinacomin, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV, v.v. Tôi nghĩ rằng là mục tiêu của đấu giá theo lô là để lựa chọn các nhà đầu tư có đủ cái năng lực và với tư cách là chiến lược ở trong cái tham gia với phương án cổ phần hóa để mà cải tổ được cái quản trị doanh nghiệp. Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vốn bị coi là ì ạch thì nay với quyết định 41 về thoái vốn cổ phần theo lô dường như sẽ đem lại tia sáng mới, giúp khơi thông những bế tắc về quyền lợi sở hữu của các bên đã tồn tại bấy lâu trong quá trình cổ phần hóa. Thưa quý vị, không thể phủ nhận những điểm mới tích cực của phương thức bán cổ phần theo lô. Tuy nhiên, hình thức này cũng chưa đủ để xua tan lo ngại về tính minh bạch, có thể làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực như là móc ngoặc, bán rẻ vốn cổ phần của nhà nước hay trở thành một cách tránh lên niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ đem tới góc nhìn đa chiều về vấn đề này. Để đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, quyết định 41 quy rõ việc bán cổ phần theo lô phải được thực hiện đấu giá qua sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp khác thì phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thoái vốn theo lô và kể cả trường hợp thoái vốn không theo lô, thoái vốn toàn bộ là nhà đầu tư đăng ký tự do trên thị trường thì cái yếu tố về công khai minh bạch vẫn là quan trọng nhất. Khi chúng ta công khai minh bạch, nhà đầu tư có đủ thời gian để nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp thì việc thoái vốn theo lô hay không theo lô thì vấn đề đó không còn quá quan trọng nữa. Cái lợi của bán cổ phần theo lô là bên mua phải đấu giá cạnh tranh, làm tăng mức độ thu hút và giá trị cổ phần của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chính bên mua hình thành nhóm lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau thì hậu quả thật khó lường. Trong một cuộc đấu giá chỉ có độ khoảng 3-4 nhà đầu tư tham gia đặt giá thì họ có thể thỏa thuận với nhau là chẳng hạn như trong 4 trường hợp đấu giá thì tôi sẽ mua doanh nghiệp này với giá rẻ, còn anh mua doanh nghiệp khác với giá rẻ. Và doanh nghiệp thứ 3, thứ 4 sẽ mua những doanh nghiệp khác với giá rẻ. Họ có thể chia nhau cái chuyện như thế. Trong cái hoạt động chào bán cổ phần thì chúng ta cũng có liên quan đến cái việc là xác định giá trị của doanh nghiệp. Đây là một cái hoạt động mà nó khá là nhạy cảm và nó cũng có thể là cái rủi ro liên quan đến cái việc thất thoát vốn của nhà nước khi mà cái hoạt động này nó không diễn ra thực sự là minh bạch. Bên cạnh đó, việc cho phép bán theo lô cổ phần còn có khả năng trở thành một cách lách đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của luật chứng khoán, tức là có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 100 cổ đông, phải thực hiện việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom trên sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 90 ngày. Chính sách là như thế, trong việc chào bán cổ phần thì có liên quan đến việc lách niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi theo quy định thì sau khi cổ phần hóa phải ít nhất có 100 cổ đông mới phải thực hiện niêm yết. Nếu như bán theo lô lớn cho một số lượng ít cổ đông thôi, thì doanh nghiệp cũng có thể tránh được việc phải lên sàn. Danh sách các doanh nghiệp nhà nước cần thoái vốn vẫn còn dài, và để đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa thì hiển nhiên yếu tố minh bạch công khai phải được đặt lên hàng đầu. Nó sẽ hấp dẫn bởi sẽ tạo ra cơ hội công bằng cho nhà đầu tư trong quá trình cạnh tranh lành mạnh khi tham gia mua cổ phần theo lô. Cái việc mà có sự lũng đoạn hay là có việc thao túng ở trong này thì đặc biệt là chúng ta có rất nhiều cái cách thức để chúng ta hạn chế. Đầu tiên là về phía cơ quan quản lý, bên giả sử là bên chính các bộ chủ quản các doanh nghiệp này cũng phải có một cái đơn vị để giám sát chặt chẽ cái quá trình đấy, để tham dự vào ngay cái quá trình mà định giá hay là quá trình mà bán theo cái tỷ lệ phần trăm mà doanh nghiệp thoái.
Cái thứ hai là về bên cơ quan quản lý pháp luật, tôi đặc biệt những bên mà phụ trách về vấn đề về bên tài chính hay những bên cơ quan thì ta có những cái chế tài đủ mạnh để làm sao để khi mà bất cứ một cá nhân nào mà có xuất hiện những cái biểu hiện để muốn chiếm dụng hay là muốn thông đồng để câu kết để lũng đoạn để là mua được cái gì để dưới cái giá trị thì người ta cũng phải có được cái ý thức nó đầy đủ hơn. Để không tạo kẽ hở khi lo ngại một số nhà đầu tư gom mạnh cổ phần và biến thành doanh nghiệp không đại chúng, qua đó kéo lùi nỗ lực minh bạch hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sớm hoàn thiện cơ chế kiểm soát vấn đề này. Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã không về đích đúng hẹn trong năm 2015 bởi nhiều nguyên nhân. Trong năm 2016, Ủy ban Chứng khoán sẽ làm gì để đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa và đảm bảo tính minh bạch cho thị trường? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên kênh truyền hình VITV với ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xung quanh vấn đề này. Thưa ông, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thực hiện rất nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, trong đó có việc bán đấu giá cổ phần theo lô. Ông có thể thông tin rõ hơn về kết quả thực hiện của tiến trình này trong thời gian? Thì trong quá trình triển khai đấu giá theo lô, như trong thời gian vừa qua mà hai sở giao dịch chứng khoán triển khai, thì về cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu về minh bạch, đáp ứng được cái quy định pháp lý và cũng đáp ứng được các cái mục tiêu đề ra theo cái quy định của cái quyết định 41. Tất nhiên thì nó cũng có một vài cái vấn đề khi tổ chức đấu giá theo lô tại ở một số công ty chứng khoán. Cái vấn đề thì nó cũng rất là đa dạng, nó cũng có những vấn đề về thủ tục quy trình, nó cũng không lớn nhưng mà nó cũng có phát sinh. Thế thì chúng tôi cũng đã có tập hợp báo cáo và cũng sẽ có tăng cường để mà hoàn thiện những cái việc này. Tuy nhiên thì hiện tại trên thị trường vẫn không ít người tỏ ra lo ngại về cái về tính minh bạch trong việc đấu giá theo lô. Ông có thể giải thích rõ hơn là làm sao chúng ta có thể kiểm soát được cái sự minh bạch này? Chúng tôi cho rằng là các cái quy định về pháp lý, từ cái việc quy định về hồ sơ, về xác định giá, về vai trò của ban chỉ đạo cổ phần hóa, rồi cái thời gian công bố thông tin, các quy định về chuẩn bị hồ sơ, các cái thủ tục về bỏ phiếu, về đấu giá, về cơ bản là rất là minh bạch và rất là công khai. Vấn đề là tổ chức thực hiện và giám sát quá trình tổ chức thực hiện thôi. Vậy nếu như sau cổ phần hóa các doanh nghiệp không chịu lên niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong năm 2016 sẽ có những hướng xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ trao đổi với ngay với doanh nghiệp cổ phần hóa và ban chỉ đạo cổ phần hóa ngay từ lúc chuẩn bị hồ sơ. Khi họ gửi hồ sơ lên xin phép Ủy ban Chứng khoán về cái chấp thuận cái hồ sơ công bố thông tin cổ phần hóa thì chúng tôi cũng đã trao đổi với họ là họ phải có những cái phương án niêm yết và đăng ký giao dịch sau cổ phần hóa. Cái thứ hai là sau khi đấu giá cổ phần hóa sau thì chúng tôi sẽ theo dõi những cái doanh nghiệp này. Sau khi kết thúc đấu giá cổ phần hóa thì cái việc tuân thủ các quy định của Nghị định 60 và quy định hiện hành trong việc đăng ký niêm yết là ông tuân thủ đúng không? Nếu mà họ chưa tuân thủ đúng thì chúng tôi trao đổi với Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính để có văn bản gửi cho Bộ Chủ quản và gửi cho doanh nghiệp để họ đốc thúc họ thực hiện đúng cái quy định. Cái điểm thứ ba là chúng tôi đang gấp rút sửa lại cái Nghị định 108 về xử phạt vi phạm hành chính, sẽ đưa cái chế tài vào trong đó. Chúng tôi cũng thấy là cái đấu giá cổ phần hóa trong thời gian vừa qua, rồi cái đấu giá theo lô có một cái ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy cổ phần hóa. Đồng thời nó thúc đẩy cái việc mà thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược để mà tăng cái quản trị của công ty, chất lượng hoạt động của công ty sau cổ phần hóa. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái phương thức đấu giá hiện nay cũng có những cái điểm hạn chế. Nó rất là phù hợp với những cái năm 2007-2008 cho đến nay. Nó tính công khai minh bạch nó rất cao, thông qua việc đấu giá công khai thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên cái việc mà thu hút các chiến lược vào các doanh nghiệp cổ phần hóa để tạo cái thay đổi quản trị thì chúng ta vẫn có những cái hạn chế. Vì vậy chúng tôi cũng đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính, để trình Chính phủ để có những cái thay đổi trong cái việc này. Thì trong đó có những cái kiến nghị như là tăng cái tỷ lệ mà đấu giá cổ phần hóa chào bán ra bên ngoài để tạo cái cấu trúc của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và cái quản trị nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa là thay đổi những cái phương thức đấu giá cổ phần hóa theo cái phương thức dựng sổ, tức là những phương thức có thể chào bán cho những cái đối tác chiến lược trong ngoài nước nó phù hợp hơn để tạo ra những thay đổi cân bản trong cái quản trị của doanh nghiệp sau đấu giá cổ phần. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VITV.
Chương trình chứng khoán cuối tuần đến đây xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.